Thưa quý vị, hôm nay học sinh các bậc học ở Đà Nẵng chính thức bước vào tuần học đầu tiên của năm học 2019-2020 nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19 lây lan với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học. Các trường học trên địa bàn thành phố đã linh hoạt triển khai các hình thức dạy học trực tuyến. Tuần đầu tiên của năm học mới 2020-2021, học sinh lớp 1 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố có tuần lễ làm quen qua mạng Internet. Giáo viên lựa chọn những nội dung kiến thức, kỹ năng cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng vào học lớp 1. Đối với lớp 1 thì chúng tôi cho làm quen với những kỹ năng mềm, những cái nền nếp học tập, đặc biệt là tuyên truyền phụ huynh cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì thông qua cái trang Zalo của lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cũng đưa những hình ảnh về trường, quy định về sách vở, đồ dùng học tập. Còn đối với lớp 2, 3, 4, 5, chúng tôi thực hiện ôn tập kiến thức và hướng dẫn tự học. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng tổ chức để kiểm tra lại, đánh giá lại cho những học sinh mà kết quả của năm học vừa qua chưa đạt được. Hiện nay, việc dạy học trực tuyến trên địa bàn thành phố có nhiều thuận lợi, do trước đó cả giáo viên và học sinh đã bước đầu làm quen với các phần mềm dạy học từ đợt nghỉ học dài ngày vào cuối năm học 2019-2020. Các trường học trên địa bàn thành phố dành thời gian chủ yếu cho tuần học đầu tiên, cho công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Bộ phận chuyên môn sẽ gửi tất cả các bài, chia sẻ đường link và bài giảng vào trong group của giáo viên chủ nhiệm, và giáo viên chủ nhiệm sẽ đưa các bài giảng theo thời khóa biểu để đến các phụ huynh, và phụ huynh sẽ lấy bài xuống. Và bên cạnh đó vẫn tạo và liên hệ với các phần mềm, sử dụng, khuyến khích giáo viên sử dụng các phần mềm để kết nối trực tiếp và tương tác giữa các em học sinh qua bài giảng, và cũng giống như là để làm quen giáo viên, đặc biệt là các em học sinh lớp 6. Từ đầu năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa việc dạy học trực tuyến như một trong những nhiệm vụ thường xuyên của năm học. Dù học sinh đến trường thì việc dạy học trực tuyến sẽ là hình thức bổ trợ cho việc dạy học trực tiếp. Vì vậy, giáo viên cần chủ động tiếp cận để làm chủ công nghệ. Thông qua cái phần mềm VNEDU của VNPT hỗ trợ, thì chúng tôi đã được thiết lập cho một trang web riêng để cho học và thi cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Toại. Và thông qua đó thì chúng tôi giao cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên mong là thiết kế lớp học. Tuy là lớp học online nhưng mà theo danh sách lớp học thực tế. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, chương trình học trực tuyến sẽ bắt đầu cho đến khi học sinh đến trường học trực tiếp. Những nhóm lớp, học sinh không thể học trực tuyến qua các ứng dụng phần mềm, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm sẽ in bài giảng, bài tập, câu hỏi ôn tập gửi cho học sinh. Các trường chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm khi học sinh đi học bình thường.